Xin chào tất cả các em. Cô rất vui vì được gặp lại các em trong giờ học ngữ văn ngày hôm nay. Các em thân mến, giờ học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phần tiếp theo của câu chuyện Cô bé bán diêm của nhà văn Andersen. Trong giờ học trước, cô đã giới thiệu với các em về phần tri thức ngữ văn của chủ đề bài học này, đó là miêu tả nhân vật trong truyện kể. Nhân vật trong truyện kể thì được miêu tả qua ngoại hình, hành động, ngôn ngữ và thế giới nội tâm. Cô cũng đã hướng dẫn các em tìm hiểu, đọc và tìm hiểu chung về văn bản đọc thứ nhất của chủ đề bài học này, đó là văn bản Cô bé bán diêm của nhà văn Andersen. Chúng ta đã tìm hiểu những nét chính về tác giả tác phẩm và tìm hiểu về phần đầu của câu chuyện, đó là hoàn cảnh của cô bé bán diêm, một cô bé cô đơn nghèo khổ, đáng thương và bất hạnh. Và sau giờ học trước, cô có đưa ra cho các em một bài tập nhỏ. Bài tập của cô là một câu hỏi: nếu là một người khách qua đường trong đêm giao thừa ấy, em sẽ làm gì khi nhìn thấy em bé bán diêm? Trước khi trả lời câu hỏi này, cô trò chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phim hoạt hình ngắn chuyển thể từ câu chuyện Cô bé bán diêm. Các em thấy không, lang thang giữa trời đông rét buốt, cô bé bán diêm như lạc lõng vô cô đơn giữa dòng đời vô định. Khách qua đường chẳng ai đỡ hỏi đến em, họ vội vã đi về nhà hoặc mặc quần áo ấm đi đến những nơi hẹn hò. Và nếu em là một người khách qua đường trong đêm giao thừa ấy, em sẽ làm gì khi nhìn thấy cô bé bán diêm? Có lẽ rằng mỗi em sẽ có suy nghĩ và hành động khác nhau với những câu trả lời khác nhau, nhưng cô hy vọng rằng dù khác nhau như thế nào nữa thì suy nghĩ và hành động của các em đều hướng đến những việc làm tốt đẹp. Có thể là ta dừng lại một chút, mua giúp cô bé một vài que diêm, hay cho bạn ấy một mẩu bánh, hay chia sẻ cho bạn ấy một chút tiền nhỏ nhỏ mà các em có được khi bố mẹ cho mình, để các em ấy có thể về nhà mà không sợ bố phải đánh. Hoặc đi giữa đường đông giá rét như thế này, ta có giày mặc ấm, có quần áo ấm, thì ta có thể chia sẻ cho bạn nhỏ này chiếc khăn quàng cổ ấm hoặc là đôi tất tay ấm để bạn ấy có thể đỡ giá rét hơn giữa mùa đông. Làm như vậy có nghĩa là chúng ta đã biết yêu thương và chia sẻ rồi các em ạ. Và trong câu chuyện này, khi mà dường như cả xã hội đều quay lưng lại với mảnh đời nhỏ nhoi bất hạnh này, thì riêng có nhà văn dành cho em sự cảm thông và thấu hiểu sâu sắc nhất. Và phần thấm đậm tinh thần nhân đạo nhất trong câu chuyện Cô bé bán diêm này chính là phần Andersen nói về những lần quẹt diêm và những mộng tưởng. Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các lần quẹt diêm và những mộng tưởng của em bé trong phần 2 của câu chuyện. Các em nhớ ghi bài học theo các cái đề mục và cô có đánh dấu hình bàn tay cầm cái bút. Kém quan sát đoạn truyền thứ hai, từ chỗ là cha giả quẹt một que diêm cho đến chỗ là họ đã về châu Thượng Đế, và cho cô biết là mỗi lần quẹt diêm em bé nhìn thấy những hình ảnh gì, đó là thực hay là mơ, những hình ảnh đó thể hiện mong ước nào của em bé bán diêm. Các em thấy rằng là trong đêm tối,
Em bé bạn diêm tội nghiệp ngồi co ro trong một góc tường. Em thu đôi chân vào người, nhưng càng lúc em lại càng thấy rét buốt. Em không dám về nhà vì sợ bố đánh. Em chẳng bạn được que diêm nào và chẳng ai bố thí cho em được một đồng xu nào cả. Thế là em đánh liều quẹt một que diêm. Lửa cháy nóm đến vui mắt, lo sửa hiếng hiện ra. Ước mơ được sưởi ấm đã đến cùng với em trong đêm đông sau ánh sáng của ngọn lửa diêm. Lò sưởi hiện ra với những hình đồng bóng nhoáng trong lò lửa cháy đến vui mắt và tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Giữa mùa đông giá rét mà được ngồi trước một lò sưởi như thế thì thật là khoái biết bao. Em duỗi chân ra định đưa đôi tay để sưởi ấm, nhưng rồi diêm tắt, lò sưởi cũng biến mất. Em nghĩ tới việc suốt ngày chưa bạn được bao diêm nào, về nhà sẽ bị bố mắng, cho nên em cũng không muốn về nhà. Có lẽ cái hiện thực nghiệt ngã đã khiến cho cái ước mơ được sưởi ấm dù giản đơn nhưng lại quá xa vời đối với một em bé nghèo khổ. Vì lý do đó mà nhà văn đã để em bé thắp lên que diêm thứ hai. Thắp lên niềm vui, niềm ước mơ được ăn no dù chỉ là trong mộng tưởng. Bởi không chỉ chịu đựng giá rét suốt ngày mà em bé bụng đói cồn cào, chẳng ai bố thí cho được miếng gì. Sau ánh sáng của ngọn lửa diêm, những bức tường bỗng hóa thành bức màn băng vải. Em nhìn vào tầng trong nhà, bàn ăn trải khăn trắng tinh, bát đĩa băng sứ quý và có cả ngọng quay. Và một điều kỳ diệu là có ngọng nhảy ra khỏi đĩa, mang theo cả dao ăn và suột xét tiếng về phía phía em. Nhưng rồi khi diêm tắt, bức màn rèm cũng biến mất. Trước mặt em là những bức tường dày đặc lạnh lẽo, phố xá thì vắng teo và lạnh buốt. Người qua đường thờ ơ lạnh đạm với hoàn cảnh tội nghiệp của cô bé bạn diêm, họ vội vã đi đến những nơi hẹn hò. Và trong cuộc sống, khi mà từng giây từng phút kiếm sống và để mưu sinh, cô bé bạn diêm đã phải từ giả giấc mơ của con trẻ, từ giả niềm vui của con trẻ, đó là được đoàn tụ và vui chơi. Một que diêm thứ ba nữa lại được thắp sáng lên. Sau ánh sáng của ngọn lửa diêm, tỏa ra phần hào quang mang đến cho em một thiên đường, đó là một cây thông Noel trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính của một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong tủ hàng hiện ra trước mắt em bé. Em với đôi tay về phía cây, nhưng diêm tắt, các ngọn nến bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trên trời. Ước mơ được đón Noel, được quây quần cũng chỉ là trong mộng tưởng khi diêm tắt. Thực tài nghiệt ngã khiến em nhớ đến người bà, và que diêm thứ tư lại được thắp sáng lên một lần nữa. Em nhìn thấy bà đang mỉm cười với em. Nhưng rồi khi diêm tắt, ảo ảnh được sáng trên đôi mắt em cũng biến mất và bà cũng biến mất. Mong ước được yêu thương, được che chở, được sống cùng bà, được sống trong vòng tay của bà cũng tan theo làn khói của que diêm khi ảnh lửa tắt. Em vội vã níu kéo và lời khẩn cầu thiết tha như lay động trái tim người đọc. Bà ơi, em bé reo lên, cho cháu đi với, cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến mất như lò sưởi, ngọng quay và cây Noel băng này. Nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này. Trước kia khi bà chưa về với thường để chỉ nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao. Dạo ấy bà đã nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà. Bà ơi, cháu vang bà xin về thường để chỉ nhân cho cháu về với bà. Chắc người không từ chối đâu. Đã tim ta như nghẹn lại trước lời khẩn cầu thiết tha, cho cháu về với thường để chỉ nhân, cho cháu đi cùng bà. Nhưng chỉ là giấc mơ thôi các em ạ. Và có lẽ trong những giây phút cuối cùng cuộc đời, Andersen đã không muốn bạn đọc phải chứng kiến một cái chết thương tâm vì đói, vì rét, vì thiếu tình yêu thương, vì thiếu vòng tay che chở của gia đình. Cho nên nhà văn đã mang đến cho em nhiều ánh sáng của ngọn lửa diêm và cho em được gặp lại người bà yêu quý của mình. Em quẹt tất cả những con que diêm còn lại trong bao. Em nhìn thấy bà cầm tay em, hai bà cháu bay lên cao, chẳng còn đói rét hay buồn đau nào đe dọa họ nữa. Và thực tế là họ đã về chầu Thượng Đế. Em bé đã chết. Ước mơ được ở cùng bà đã thành hiện thực.
họ đã được sống với nhau không phải ở trên trần gian mà ở một nơi rất xa xôi nhưng rất hạnh phúc, đó là thiên đường. Ở đó không có diêm, không có những đòn roi, ở đó có mẹ, có ba và có cả ngồng quay, có cả những ngày tháng hạnh phúc. Em bé đã được toại nguyện cùng với giấc mơ của mình. Ở đây, trong những lần quẹt diêm này, các em thấy rằng nhà văn đã miêu tả rất hợp lý các hình ảnh xuất hiện sau mỗi lần quẹt diêm. Vì sao là như vậy? Các em thấy rằng là em bé tội nghiệp vì đang rét cho nên mơ được sưởi ấm, vì đang đói suốt cả ngày cho nên mơ được ăn no. Những ước mơ về vật chất rất đổi bình dị mà không phải ai cũng có được với cái hoàn cảnh khổ cực như thế này. Và lâu rồi không có được tình yêu thương cho nên em mong được vui chơi, được quây quần bên gia đình. Em mong gặp được một người luôn dành cho em tình yêu thương cao quý nhất, đó là người bà. Và cuối cùng em đã được đoàn tụ cùng bà ở một nơi rất xa xôi, ở trên thiên đường. Đó là những mong ước về tinh thần mà bất kỳ một bạn nhỏ nào cũng mong muốn có được. Và các em biết không, ánh sáng của ngọn lửa diêm đã xua tan đi hiện thực nghèo khổ, đói rét và đau buồn. Những mộng tưởng đằng sau ánh lửa diêm là những ước mơ được sống đầy đủ sung túc, được che chở, được yêu thương. Không chỉ riêng của cô bé bán diêm đâu các em ạ, mà đó cũng là giấc mơ của biết bao nhiêu thân phận nghèo khó trong cuộc đời này. Ở trong phần 2 của câu chuyện, các em thấy là Andersen vừa kể chuyện, vừa đan xen giữa hiện thực và mộng tưởng và nghệ thuật đối lập. Tương phản ở đây cũng được Andersen sử dụng rất thành công, đó là đối lập giữa những ảo tưởng lung linh sau mỗi lần quẹt diêm và giữa hiện thực nghiệt ngã khi diêm à diêm tắt. Cái nghệ thuật tương phản đối lập này cùng lối kể chuyện như cô vừa nói, nó làm rõ nét thêm những mong ước bình dị và thiêng liêng. Andersen đã kể về nhân vật của mình với lòng cảm thương sâu sắc và một cái tình cảm rất chân thành. Việc dùng từ em khi nói về của nhân vật của mình cho ta thấy là sự trân trọng của Andersen dành cho nhân vật. Và đến đây cô muốn dừng một chút, cô trôi cùng chúng ta cùng lắng nghe một đoạn nhạc để chúng ta thấu hiểu hơn những gì mà cô bé bán diêm tội nghiệp đang phải trải qua. Một đêm mùa đông giá băng, một đêm ngồi ôm vai gầy, em bé đơn côi giữa trời tuyết lạnh, đốt những que diêm buồn tênh. Một đêm ngồi mơ em bé co ro giữa trời giá lạnh, khép mắt nâu lìa đời. Đó cũng là kết thúc của câu chuyện này. Một kết thúc thật buồn phải không các em? Nhưng cô hy vọng rằng những cái ảo ảnh lung linh, những giấc mơ đẹp đằng sau ảnh lửa diêm sẽ còn đọng mãi trong tâm trí của mỗi chúng ta. Cô trò chúng ta sẽ đi cùng tìm hiểu phần kết của câu chuyện, đó là cái chết thương tâm của em bé. Cô mời các em cùng theo dõi đoạn kết câu chuyện và lắng nghe cô đọc. Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên trong sáng chói chang trên bầu trời nhạt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa. Ngày mùng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm. Trong đó có một bao để hết nhặng. Mọi người bảo nhau chắc nó muốn sưởi ấm. Nhưng chẳng ai biết những cái kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm. Các em thấy rằng là câu chuyện kết thúc khi một ngày mới bắt đầu. Ngày đầu tiên của năm mới, người ta thấy em bé đã chết vì giá rét ở một xó tường.
vì thiếu tình thương. Em bé ngồi giữa những bao nhiêm, một cái chết thật thương tâm. Giữa dòng đời vội vã, em bé như bơ vơ lạc lõng, để rồi một kết thúc thật buồn. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, ngày đầu năm mới, mọi người vui vẻ ra khỏi nhà và họ nhìn thấy em bé đã chết. Kém cùng nhìn lại đoàn kể chuyện và các em tìm cho cô những chi tiết miêu tả cách ứng xử của người đi đường trước tình cảnh của em bé. Mọi người rối rít, vui vẻ trong ngày đầu tiên của năm mới. Họ vui vẻ ra khỏi nhà. Họ nhìn thấy em bé chết trong một xó tường, nhưng không ai rủ một chút lòng thương. Họ bảo nhau rằng chắc nó muốn sưởi ấm. Các em thấy không, dường như cả xã hội đều quay lưng với em. Ngay từ đầu câu chuyện, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh. Họ chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em, chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Thì đến phần thứ hai của câu chuyện, khách qua đường lại vội vã mặc quần áo ấm đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lạnh đàm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm. Và đến đây khi câu chuyện kết thúc, họ lại bảo nhau một cách thờ ơ rằng chắc nó muốn sưởi cho ấm. Người đời thực sự quá thờ ơ và vô cảm. Giữa dòng đời vội vã như thế, dạ mà, chỉ cần một bàn tay thôi, một chút sẻ chia thôi, có lẽ em bé đã không chịu một cách thương tâm như thế rồi. Và mượn thái độ, cách cư xử của người qua đường, Andersen đã phê phán sự thờ ơ vô cảm của xã hội đối với những số phận bất hạnh. Ở đây, các em thấy là chỉ có riêng nhà văn, ông thấu hiểu được nỗi đau, thấu hiểu được hoàn cảnh của cô bé tội nghiệp. Cho nên ông đã kể cho ta nghe câu chuyện này bằng tất cả cái niềm xót thương của mình. Và chính vì vậy mà Andersen đã miêu tả em bé chết với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Đó là tình yêu thương bao la mà tác giả dành cho em bé, cũng là cái tinh thần nhân đạo sâu sắc và cao cả của câu chuyện này các em ạ. Các em thấy là cả cái câu chuyện cổ tích mà các em được nghe đã được đọc, thì kết thúc câu chuyện là nhân vật chính thường được sống trong bình yên và hạnh phúc. Vậy chuyện của bé bán diêm này có kết thúc như vậy không? Vì sao? Chúng ta vừa tìm hiểu cái kết của câu chuyện đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy là cái kết này nó không giống ở truyền cổ tích ở chỗ là cô bé bán diêm đã chết ngoài đường phố và trong đêm giao thừa rất tội nghiệp. Khác với truyền cổ tích khác, em thấy là nhân vật chính thương của truyền thì có thể là sống trong bình yên hạnh phúc, nếu mà hoặc là nếu nhân vật có chết thì bằng một phép màu nào đó nhân vật có thể sống lại và sống cuộc đời bình yên hạnh phúc. Nhưng xét về mặt tư tưởng thì kết thúc của câu chuyện cô bé bán diêm là cũng có nét giống với truyền cổ tích, đó là một kết thúc có hậu. Cô bé ra đi như một thiên thần được đoàn tụ với người bà yêu quý. Em hưởng hạnh phúc không phải trên trần gian mà là ở trên thiên đường cùng người bà của em. Cái cách kết thúc này nó có một điểm khác nữa so với truyền cổ tích. Các em thấy đó là nhân vật chính không phải sống bình yên hạnh phúc như trong truyền cổ tích, mà ở đây nhân vật chính là chết ở cuối tác phẩm. Nhưng mà nó có lại điểm giống, đó chính là gì ạ? Em bé đã thấy những điều kỳ diệu bay lên trong cảnh hy hoàng của hai bà cháu. Như vậy các em thấy là ở đây Andersen đã có sự kế thừa cũng như có cái sự sáng tạo riêng trong cả câu chuyện cổ của mình. Và điều này làm nên cái sức sống và cái sức thu hút của truyền cổ Andersen trong lòng bạn đọc. Không chỉ bạn đọc nhỏ tuổi đâu các em ạ, mà cả người lớn cũng rất yêu quý truyền cổ của Andersen. Như vậy cô trò chúng ta đã cùng nhau khám phá về nội dung mang bản của bé bán diêm này. Để khái quát lại nội dung bài học, cô sẽ đi vào phần tổng kết. Các em thấy rằng là truyền đã rất thành công bởi một cái nét nghệ thuật xuyên suốt từ đầu đến cuối truyền, đó là nghệ thuật tương phản đối lập. Ở phần đầu truyền thì đó là sự đối lập giữa trời đông giá rét tuyết rơi với em bé đầu trần đi chân đất đang dò dẫm trong đêm tối. Sự đối lập này nhấn mạnh tình cảnh đáng thương tội nghiệp của em bé bán diêm.
em bé bụng đói rét lang thang trên đường, đối lập với cái khung cảnh trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Rồi đó là sự đối lập với những ảo ảnh đẹp đẽ khi quẹt diêm và những hiện thực nghiệt ngã khi nhiễm tắc. Nó gửi lên niềm xót thương, thương cảm với em bé khi đang chịu cảnh đói rét và cô đơn. Khung cảnh tươi sáng của mặt trời lên trong sáng chói chang, trong không khí vui tươi của ngày đầu năm mới ở cuối triền, nó đối lập với hình ảnh em bé chết nơi xó tường giữa những bao diêm, trong đó có một bao đầy hết nhặng. Sự đối lập này lên án sự thờ ơ vô cảm của con người và thể hiện lòng thương cảm sâu sắc của nhà văn. Ngoài nghệ thuật tương phản đối lập thì truyền cũng rất thành công bởi cách kể chuyện hấp dẫn, đan xen giữa thực tại và mộng tưởng, kể chuyện kết hợp với miêu tả và bày tỏ cảm xúc. Câu chuyện cô bé bán diêm kể về một cô bé trong đêm giao thừa với cái chết thương tâm của cuộc đời bất hạnh đã để lại trong chúng ta lòng thương cảm sâu sắc. Và ở đây Andersen cũng gửi đến tất cả chúng ta thông điệp về tình yêu thương con người. Đừng quá thờ ơ mà hãy mở rộng lòng mình trước những nỗi đau và bất hạnh của người khác. Căn bệnh thờ ơ là một cái căn bệnh rất đáng sợ trong cuộc sống của chúng ta các em ạ. Và đây chỉ là một số hình ảnh trong vô vàn những nghĩa cử cao đẹp mà toàn xã hội đã dành sự quan tâm yêu thương cho trẻ thơ. Và cô nghĩ rằng với tất cả các em, với tất cả chúng ta, nếu chúng ta được ăn no, được mặc ấm, được đến trường, đó là quá hạnh phúc rồi. Cho nên hãy chia sẻ tình yêu thương những lúc có thể để cuộc đời này luôn tươi đẹp các em nhé. Và để khắc sâu thêm một lần nữa những đơn vị kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu, cô trò chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Phần luyện tập của chúng ta là phần viết kết nối với đọc. Nội dung của phần viết kết nối với đọc yêu cầu chúng ta như sau: viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu với nhan đề gửi tác giả truyện cô bé bán diêm. Các em lưu ý về mặt hình thức, các em viết cho cô một đoạn văn dài 5 đến 7 câu. Và về nội dung, cô gợi ý với các em một số ý như sau. Có thể trong bức thư đó các em chia sẻ với nhà văn Andersen tình cảm xót thương dành cho em bé bán diêm, hoặc thể hiện nỗi buồn đau trước sự thờ ơ vô cảm của con người, hoặc cũng có thể cùng nhà văn viết một đoạn kết khác cho câu chuyện, một cái kết thúc khác mà theo cái cách nghĩ của riêng em, hoặc là kể với nhà văn về một điều tốt đẹp mà câu chuyện đã mang đến cho em. Có thể lâu nay ta thờ ơ ích kỷ, nhưng mà đọc câu chuyện lòng ta bỗng bừng sáng và ta thay đổi cách nghĩ, cách sống. Đó là cái điều mà câu chuyện đã mang tới cho em. Cũng có thể ta gửi lời cảm ơn đến nhà văn qua cái bức thư nhỏ này. Và để chuẩn bị tốt cho cái giờ học sau thì các em về nhà, các em ở nhà các em hãy tóm tắt lại truyền theo tranh. Thì cái việc tóm tắt truyền và kể truyền theo tranh thì các em đã được học nhiều ở tiểu học rồi, cho nên cô nghĩ nó không khó với các em. Thì em chỉ cần nắm vững các chi tiết và các cái sự việc diễn ra theo đúng trình tự câu chuyện. Trong phần hướng dẫn tự học thì ngoài việc tóm tắt truyền ra thì các em cần nắm những nét nội dung và nghệ thuật chính của văn bản, hoàn thành cho cô phần luyện tập và chuẩn bị bài thực hành tiếng Việt cũng như đọc trước văn bản Gió lành đầu mùa của nhà văn Thành Lam. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Xin chào các em và hẹn gặp lại.